10 điều đừng bao giờ làm với cha mẹ, kẻo hối hận không kịp. 1. Có thể dành thời gian nhắn tin, gọi điện, chờ đợi người khác cả ngày, nhưng cả tuần không gọi nổi cho cha mẹ một cuộc điện thoại. 2. Giải bày hết nỗi niềm, tâm tư tình cảm của mình lên mạng xã hội, nhưng bao lâu rồi chưa ngồi xuống để hỏi xem cha mẹ muốn gì. 3. Lúc hết tiền thì nhớ ngay đến cha mẹ, nhưng lúc có tiền thì cha mẹ chỉ xếp sau những mối bận tâm khác. Lúc tiêu tiền, có chắc đã nghĩ đến công sức, mồ hôi, nước mắt cha mẹ làm ra hay không? 4. Những lúc tâm trạng, mọi người xung quanh không ở bên thì nghĩ bản thân là người cô đơn nhất thế giới, nhưng cha mẹ quan tâm lại nghĩ là khó chịu, phiền hà. 5. Biết mình đang trưởng thành, đang lớn lên, nhưng không để ý đến cha mẹ cũng đang già đi theo năm, theo tháng. 6. Mang chuyện buồn bực ngoài đường về nhà, để rồi lời qua tiếng lại với cha mẹ. Nhà là nơi để về, không phải là nơi để bạn trút giận. 7. Có thể tặng những món đồ đắt tiền cho người khác, nhưng lại không vui khi mua cho cha mẹ. 8. Luôn cho rằng cha mẹ không bao giờ hiểu mình, nhưng chưa một lần dám nói chuyện thẳng thắn và chia sẻ với họ. 9. Luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác không quản ngày đêm, nhưng lại phàn nàn, cảm thấy cha mẹ lỗi thời khi phải hướng dẫn họ cách nhắn tin, gọi điện bằng chiếc điện thoại mới. 10. Luôn vun vén cho những mối quan hệ khác, nhưng quên rằng chính những người thân thuộc nhất với mình cũng rất cần được quan tâm.